Ngày 23 tháng 7, Liên Hợp Quốc thông báo quá trình chuyển dầu thô từ tàu FSO Safer ngoài khơi bờ biển Yemen đã bắt đầu. Tàu nhận dầu Nautica đã được điều đến Yemen khoảng một tuần trước và đã vào vị trí tiếp nhận vào tối ngày 22 tháng 7. Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Achim Steiner đánh giá đây là một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch ngăn chặn một thảm họa tràn dầu có thể xảy ra tại Biển Đỏ. Tôi hy vọng trong ngày Chủ nhật, quá trình chuyển dầu sẽ bắt đầu. Hơn 1,1 triệu thùng dầu trên tàu FSO Safer sẽ được bơm sang tàu thay thế. Dự kiến quá trình bơm dầu sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Sau đó, tàu Nautica sẽ thả neo xuống đáy biển để cố định dựa theo một thỏa thuận giữa Liên Hợp Quốc và nhóm phiến quân Houthi. FSO Safer là một tàu chở dầu nổi dài 360 mét, có 34 bể chứa. Tàu được đóng vào năm 1976, được chính phủ Yemen mua lại vào năm 1984 để chứa dầu sản xuất tại mỏ Marib. Kể từ khi xung đột tại Yemen nổ ra năm 2015, tàu này đã bị bỏ quên ngoài khơi cảng Hodeidah. Do không được bảo trì định kỳ, tàu đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa được. Trong những năm gần đây, nước biển đã tràn vào khoang động cơ làm hư hỏng đường ống và tăng nguy cơ chìm tàu, đe dọa gây nên một trong những thảm họa tràn dầu lớn nhất trong lịch sử thế giới.